Chào nãy, mục đích sống của đa số mọi người là tìm kiếm hạnh phúc. Không có hạnh phúc thì cuộc sống trở nên vô nghĩa. Vậy làm cách nào để hạnh phúc? Có nhiều tiền, có được tình yêu, có nhiều quyền lực, vân vân. Mỗi người có một định nghĩa hạnh phúc cho riêng mình. Thì cô cũng tìm kiếm điều này lâu nay và thời gian gần đây cô nhận ra là điều mang đến hạnh phúc cho cô là lòng biết ơn. Thì khi có lòng biết ơn thì mình sẽ thấy trân trọng và hài lòng với những gì mình đang có. Nhờ vậy hạnh phúc sẽ tự đến như một lẽ đương nhiên. Mỗi khi gặp chuyện buồn mình hay tự hỏi, vì sao là mình, sao mình phải chịu những chuyện này. Thì giờ mỗi khi gặp chuyện vui, cô cũng tự hỏi vậy, vì sao mình lại có được điều này, vì sao mình may mắn vậy. Thì khi nghĩ vậy cô thấy cuộc sống trở nên tích cực và hạnh phúc hơn rất nhiều. Mỗi khi gặp chuyện không vui, cô cũng cố gắng nghĩ tới những điều mình đang có thay vì tập trung nghĩ về những thứ đã mất. Chỉ đơn giản vậy thôi, lòng biết ơn đã chữa khỏi cho cô rất nhiều tổn thương và buồn phiền. Và ngoài việc giúp cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, cô cũng thấy được cô đã may mắn như thế nào so với nhiều người khác. Từ đó thì mình cố gắng thay đổi cách sống để có ích hơn. Cũng giống như việc cô từng được những người xa lạ giúp đỡ, thì cô cũng sẽ tìm cách giúp lại những người xa lạ khác như một cách bày tỏ lòng biết ơn với những người đã từng giúp mình và với cuộc đời đã nâng đỡ mình. Cô biết là nghe điều này có vẻ hơi lý thuyết, nhưng với cô, lý thuyết này cô đã áp dụng thành công, nên nó không còn là lý thuyết suông nữa. Hy vọng là lý thuyết này cũng áp dụng được với mọi người khác nha. Nhớ nha, đời sẽ hạnh phúc khi mình có lòng biết ơn. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.